Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê cá vàng. Hôm nay video mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về bệnh điều trị thối đuôi cho cá vàng và 100% sẽ không sử dụng thuốc. Bệnh thối đuôi ở cá vàng là một loại bệnh khá là phổ biến và thường xảy ra. Các bạn nghĩ rằng bệnh này rất là khó chữa, thật ra không phải là vậy. Đây là một căn bệnh rất là dễ chữa, nếu mà các bạn quan sát cá và phát hiện cá bị bệnh ngay từ đầu thì rất là chữa, khi mà chữa thì rất là mau hết luôn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái quá trình chữa bệnh thối đuôi ở cá vàng không cần dùng thuốc do một bạn nuôi cá ở Nhật chia sẻ lại. Mình hy vọng rằng video ngày hôm nay có thể hữu ích với các bạn nha. Ok, let's go. Vào ngày 23 tháng 4 thì bạn này đã quan sát và thấy rằng phần đuôi của cá kiểu giống như là nhăn nhúm lại và cái phần mà rì đuôi á, nó kiểu giống như là bị tưa. Vì vậy thì bạn này sẽ quyết định là tắm muối cho cá trong vòng 3 ngày. Và sau đó để cá không có gọi là bị stress á, bị áp lực á, thì bạn này đã tách chú cá ra một cái rổ riêng rồi chụp hình từ trên xuống. Đây là tấm hình mà mình nhận được. 3 ngày sau, tức là ngày 26 tháng 4, thì bệnh đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi và nhiều vết thương đã liền lại với nhau. Và chú cá này đã được giữ trong một cái giỏ riêng để tiếp tục điều trị trong nước nuôi. Có nghĩa là trong cái môi trường nuôi bình thường á, thì là bạn này sẽ lấy một cái rổ và để riêng chú cá này ra cái rổ đó chứ không cần phải tách riêng ra. Và sau khi phục hồi hoàn toàn thì chú cá này sẽ được chuyển sang bể chung với những chú cá khác, có nghĩa là sẽ bỏ ra hồ chung á. Nhưng mà hiện tại thì để tránh gây stress cho chú cá đó thì nó sẽ được giữ riêng biệt trong cái rổ đó. Đây là một hình ảnh của chú cá được chụp từ trên cao ở trong cái rổ đó. Các bạn thấy rằng nó được bố trí không có đẹp nhưng mà nó được sử dụng để cách ly như thế này. Để dễ dàng di chuyển và làm vệ sinh thì nó được giữ cố định bằng cái kẹp bằng kẹp giặt đồ. Thì bạn có thấy rằng chú cá vàng này kiểu rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà thật ra nó đã đẻ được rất là nhiều lần rồi và đẻ hàng trăm trứng luôn ở trong cái rổ này. Và tiếp diễn như vậy 3 lần liên tiếp luôn á. Ngày tiếp theo, tức là ngày 27, thì bạn nhìn là cái phần đuôi của cá nó bắt đầu liền lành lại rồi. Và nó cũng bọt, có nghĩa là những cái vết nhăn nhúm á, thì mình nhìn cũng không có được rõ ràng nữa. Ngày tiếp theo là ngày 28 thì có một sự tiến triển rõ ràng, bạn cảm thấy là cái đuôi của nó sẽ mượt mà và đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Và ngày tiếp theo đó là ngày 29 thì ở cái phần góc đuôi này nè có hình tam giác màu đen á, thì cái chỗ này bạn thấy là nó đã bắt đầu liền lại và có thể tròn hơn rồi. Và ngày 30 thì khúc này sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng hơn nữa. Sau 3 tấm hình của 3 ngày liên tiếp, bạn có thể nhìn thấy rằng cái phần đuôi của cá đã tự động liền lại rất là nhanh chóng, mà kiểu giống như là nó kéo lại thành một cái lớp màng đuôi rộng ra. Là bé cá mái này đã bị những cái con trống á, những cái chú cá trống khác cắn vào đuôi nó, nhưng mà nó cũng không quan tâm luôn. Dù là chú cá này bị tách ra rổ nhưng mà nó vẫn tiến về những cái chú cá trống đó, nó là lôi luôn cái rổ đi. Và vào cái ngày đó thì nó đã đẻ 3 lần và đã được thụ tinh bởi những chú cá trống bên ngoài giỏ. Có nghĩa là chúng đã thụ tinh mà không cần phải tiếp xúc vật lý với nhau và chỉ thông qua một cái giỏ thôi, và đã để lại một lượng trứng lớn được thụ tinh ở trong rổ. Qua những tấm hình trên thì các bạn có thể nhìn thấy được cái quá trình phục hồi vây của chú cá vàng trong những ngày này. Dần dần thì cá sẽ tự động tạo ra đuôi và tất cả những cái phần rách nó sẽ được liền lại. Việc còn lại đó là hình dáng sẽ từ từ được hồi phục và màu sắc nó sẽ từ từ được hồi phục, là cá có thể gọi là hoàn toàn khỏi bệnh. Khi điều trị cá vàng với lại ngâm nước muối á, bằng cách ngâm nước muối, thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là mình có cần phải thay nước muối mỗi ngày không? Mình có cần phải thay nước mỗi ngày không? Mình ngâm trong bao lâu? Và khi mà thay nước á, thì mình sẽ thay khoảng 1/3, 2/3, 50% hay là thay 100% luôn? Thì đối với mình là sẽ có hai trường hợp ha. Đối với trường hợp vừa rồi á, là có nghĩa là các bạn này đã ngâm chú cá của các bạn vào trong, có nghĩa là tách riêng ra một cái rổ và để trong cái nước nuôi luôn và ngâm muối. Thì khi như vậy có nghĩa là cái hồ cá của bạn đó đã phải hòa trộn nước muối vào để ngâm cho cá rồi. Đối với trường hợp đó thì bạn có thể là thay khoảng 2/3 nước thôi và sẽ giữ lại 1/3 nước nuôi, bởi vì bản thân cái nước mà đang điều trị đó là nước nuôi cá luôn, và nó sẽ có vi sinh trong đó, nó sẽ xử lý nước. Có nghĩa là mình sẽ giữ lại nước muối khi mà trong trường hợp là cái nước mà bạn ngâm đó là nước nuôi cá và nó có sẵn vi sinh. Nhưng mà nếu mà các bạn tách ra một cái hồ riêng, có nghĩa là bạn tách ra một cái thau riêng rồi sau đó là bạn pha nước muối, bạn để cá vào ngâm á,
thì như vậy bạn cần phải thay 100% nước muối luôn. Bởi vì trong cái nước đó thì cá nó sẽ tiết ra những cái chất mà gây bệnh ở trong nước á, mà bạn để là bạn không có thay nước thì nó sẽ trở thành vi khuẩn, nó không có vi sinh xử lý thì nó sẽ trở thành vi khuẩn và nó sẽ làm hại cá. Nên là có hai trường hợp như vậy các bạn cần phải lưu ý nha. Sự suy giảm của nước muối nó sẽ xảy ra rất là nhanh, nhanh hơn so với nước nuôi cá. Là bởi vì sao? Là bởi vì nếu mà nước nuôi cá gọi là suy giảm, chất lượng nước giảm á, thì nó sẽ có những cái yếu tố khác tác động vào, như là vi sinh xử lý nước nè, rồi vi sinh có sẵn trong hồ cá, rồi nó sẽ xử lý những cái phân hoặc là những cái chất tích tụ trong hồ cá. Tuy nhiên đó là đối với nước muối, một khi đã suy giảm rồi á thì cái chất lượng của nó suy giảm rất là nhanh. Mà nó chất lượng nước suy giảm như vậy á thì nó ảnh hưởng cá rất là nhiều, nó không có cải thiện được bệnh cho cá mà nó còn hại cá nữa. Vì vậy mình cần phải luôn giữ vệ sinh sạch sẽ ở trong cái hồ, gọi là ngâm nước muối cho cá. Bạn có một cái hồ cá, một cái hồ chữa bệnh cho cá, bạn ngâm nước muối trong đó đi, xong rồi mỗi ngày bạn phải vệ sinh nó, thì các bạn cảm thấy là nó rất là mệt đúng không? Bản thân mình thì cảm thấy là rất là vất vả rồi đó. Nên là mình có một cách, đó là bạn sẽ phải chuẩn bị backup một cái xô nữa. Có nghĩa là khi mà chữa bệnh cho cá thì mình cần phải có hai cái xô. Cứ ngày hôm sau thì bạn sẽ đổ nước mới vào, rồi các bạn đổ nước bổ muối vào, rồi các bạn sẽ để cá vàng vào. Và sau hết ngày, sáng ngày hôm sau thì các bạn lại đổi sang một cái xô khác. Thì có nghĩa là bạn sẽ chuẩn bị hai cái xô như vậy, và cứ sử dụng rửa phơi khô, rồi sử dụng rửa phơi khô, nó cứ lặp lại như vậy, để mà thay thế trong cái việc mà gọi là chữa bệnh cho cá. Thì nó rất là tốt cho cá. Bởi vì cái vấn đề nữa là phân và thức ăn nó tích tụ ở đấy á, cái việc mà bạn thay toàn bộ thùng mới như vậy thì nó sẽ loại bỏ chúng một cách rất là gọi là giống như là gần như 100% luôn á. Bởi vì khi mà bạn rút nước trên hồ cá, bởi vì khi mà bạn rút nước từ cái hồ chữa bệnh của bạn ra, thì chắc chắn là sẽ còn một số cái thành phần nhỏ còn lại ở trong hồ và lưu trữ. Vì vậy cái việc mà thay toàn bộ đồ đựng bằng cách là chuyển sang một cái hồ mới, chuyển sang một cái xô mới để mà ngâm, để mà chữa bệnh cho cá, là một biện pháp an toàn mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Tiếp theo đó là dung tích nước, lượng nước cần phải chuẩn bị. Nếu mà bạn muốn tách một chú cá ra một cái xô để mà ngâm á, thì cái lượng nước bạn cần phải chuẩn bị đó là một cái xô có dung tích nước là 10 lít và nó có thể chứa tối đa được 8 lít nước, và bạn sẽ để một con cá trưởng thành vào trong đó. Có nghĩa là cái size kích thước cũng là kích thước trưởng thành đó nha. Nếu mà bạn có hai con cá trưởng thành như vậy, cá lớn á, thì bạn cần phải chuẩn bị, mình thấy là tốt nhất là nên hai xô đi, để tránh tình trạng là cá bị ảnh hưởng do cái chất lượng nước nó giảm xuống đột ngột quá. Tại vì hai con thì là nó sẽ mau dơ hơn, nước nó sẽ mau bẩn hơn. Nếu mà là cá con á, chúng có kích thước nhỏ thì các bạn có thể để khoảng chừng 5-10 con vào một cái xô 8 lít nước là ok. Cách cho cá vàng ăn trong lúc điều trị bằng cách ngâm muối. Thường thì cái việc mà cho ăn trong lúc mà cho cá ngâm muối thì nó không có được tốt. Tuy nhiên nếu mà mỗi ngày bạn sẽ thay nước cho cá bằng cách là giống như mình chia sẻ, là bạn sẽ chuẩn bị hai cái xô và thay nước mới hoàn toàn cho cá, thì bạn có thể cho cá ăn và bạn có thể là vứt hết những cái vật liệu gọi là khó loại bỏ được phân và những mảnh thức ăn ở trong cái gọi là cái bể cá, cái bể ngâm cho cá ra. Có nghĩa là bạn có thể loại bỏ những cái đó rồi thì ok, bạn có thể cho cá ăn bình thường. Và phương pháp này thì mình và cả người bạn Nhật đó đã thực hiện trong một thời gian dài và có thể xử lý tốt được trong mùa hè, mùa đông luôn, với cá con hay là cá trưởng thành. Nếu mà cho ăn á, thì đôi khi vào trong buổi sáng bạn cho ăn á, nếu mà trời nóng thì có thể xảy ra hiện tượng là bọt nổi nhiều vào buổi chiều. Nhưng nếu mà bạn thay nước mới vào buổi tối trước khi bạn đi ngủ một lần á, thì bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn. Ok, vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn cái quá trình chữa bệnh một chú cá bị thối đuôi và 100% không sử dụng thuốc. Mình hy vọng rằng sau khi xem video clip này thì các bạn có thể trang bị hơn cho mình nhiều về kiến thức nuôi cá vàng. Không phải là lúc nào chú cá vàng của mình bị bệnh á thì mình dùng thuốc là tốt, hoặc là không phải lúc nào mình cũng phải sử dụng những cái chất gọi là không có tự nhiên cho cá là tốt. Bởi vì cái vấn đề ở đây á, là mình cần phải tạo một môi trường nuôi tự nhiên cho cá nè, rồi mình cần phải gọi là chăm sóc cá mỗi
ngày, quan sát cá mỗi ngày. Thì chỉ bằng cái việc đó thì khi chú cá bị bệnh á, thì như mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều, thì khi mà chú cá bị bệnh mà nó có sức đề kháng khỏe thì nó rất là dễ dàng vượt qua được căn bệnh đó. Nó cũng sẽ giống như con người mình vậy. Nên là các bạn phải luôn giữ sức khỏe mình thật là tốt nha. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.